mấy cái đứa mà ngồi sau xe mà quay chen, đang ngồi sau xe mà quay chen hất tung cái dép xuống bắt người yêu đi nhặt. Khuyên thật các bạn làm vậy ít thôi, không người kẻo sau này lấy chồng về nó lại giống như kiểu hàng du mục dở đấy. Làm như thế ít thôi, không người cứ làm như thế nhiều sau này cưới nó về nó cay cú lên thì giời, nó cứ phải gọi là, nói chung là cái gì nó phải gọi là có qua có lại, nó phải gọi là lúc này lúc kia, chứ mà lúc nào cũng cứ dễ lẩy lên như thế thì đến khi mà đến cái lúc mà nó vớ được về cay cú lên là lại thấy thì mặt bầm hết cả lên, thế thì mệt lắm.